Bếp nhà ngoại xin mến chào các bạn. Hôm nay bếp nhà ngoại sẽ thực hiện một món chà bông cách tân, đó là món chà bông rong biển. Nếu như các bạn thích món ăn này thì mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Phần chà bông này là mình làm chà bông gà, còn nếu như các bạn thích chà bông heo thì các bạn làm thịt heo ha. Thì đây là nguyên liệu của món chà bông này, thì mình cần có là 600g thịt gà, thì gà này là gà ức gà, mình dùng nửa củ hành trắng và một vài lát gừng, cộng thêm một muỗng cà phê muối, và mình cho nước vào trong một cái chảo hoặc một cái nồi và bắt đầu mình luộc thịt gà. Thì thịt gà mình có thể là luộc ngập nước hoặc là luộc như thế này cũng được, thì mình chỉ luộc như thế này và mình đậy nắp lại và mình để trong vòng 10 phút với lửa khoảng cỡ số 4. Và sau 10 phút thì thịt gà sẽ chín, nhưng mà cứ mỗi 3 phút thì mình chở mặt một lần, thì mình chở 3 lần và sau 10 phút là mình tắt, mình để đó khoảng 10 phút sau mình hãy lấy ra. Thì các bạn thử xem nè, thịt gà đã vừa chín tới, thì mình đừng có làm gà quá chín, bởi vì nếu mình làm gà quá chín thì khi mình làm cái món chà bông này thì sẽ bị bột. Thịt gà vừa chín tới rồi mình đem ra ngoài và sau đó mình bẻ cho thành vài miếng nhỏ hơn và mình cho vào một cái túi ni lông để bắt đầu mình đập giã cho nó rời ra thành những sợi. Thì các bạn phải đập trong lúc nó còn nóng thì nó dễ rời ra hơn, thì các bạn cứ theo thao tác của mình. Trong lúc mình đập như vậy thì đôi lúc gà nó hay văng ra, cho nên mình gắn cái díp lắc và mình chừa một cái lỗ nhỏ một bên để cho nó thoát hơi, để làm cái bịch nó không bị bể. Và cứ thế là mình dùng cái chày đập thịt mình đập cho nhuyễn. Nếu như các thịt gà nó chưa được nhuyễn thì các bạn có thể xé hoặc mình dùng một cái máy đánh trứng mình đánh cho nó tơi ra. Thì đây mình xé, bởi vì mình làm cái món này là món gà cách tân để mình trộn với rong biển. Vì vậy mình chỉ xé gà thôi chứ mình không dùng máy để mình đánh cho nó tơi. Và sau khi mình đánh hoặc là mình xé gà cho nó tơi rồi thì bây giờ mình cho một ít gia vị vào, thì gồm có là nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh nước mắm 40 độ đạm, một ít dầu hành tỏi phi, và nếu như các bạn thích có vị đậm đà hơn thì các bạn cho vào đây một muỗng cà phê bột nêm, và sau đó là mình bắt đầu mình cho lên chảo để mình bắt đầu mình xào cho nó tơi ra và khô lại. Và một điều lưu ý nhỏ là khi mình xào cái thịt gà này là mình phải xào lửa nhỏ. Lúc đầu thì mình cho lửa lớn để cho cái chảo nó nóng, sau đó mình hạ lửa xuống còn khoảng cỡ số 4 là bắt đầu mình xào. Thì cứ trong quá trình mình xào mình phải trộn đều lên để tránh trường hợp là thịt bị khét dưới đáy. Sau 15 phút rồi bắt đầu mình cho vào đây khoảng cỡ 2 đến 3 muỗng canh dầu màu điều để cho gà có màu đẹp. Và bắt đầu mình cũng tiếp tục trộn đều và mình xào. Và sau đó là trước khi là mình thấy là cái chà bông này nó được tơi ra và khô rồi thì lúc này là lúc quan trọng nhất. Và mình cho vào đây là 2 muỗng canh mật ong. Nếu như các bạn không có mật ong thì các bạn có thể cho vào đây là 2 muỗng canh mật lá phong. Phần này là phần những ai có thích chà bông có vị hơi ngọt một tí xíu thì mình mới cho vào. Còn không thì mình không cho vào cái phần này. Vì gia đình mình thì ai cũng thích có vị ngọt hơn một chút xíu, cho nên gần đến giờ mình lấy xuống thì bắt đầu mình mới cho cái phần ngọt vào. Thì làm như vậy chà bông sẽ không bị cháy do có đường hoặc là có vị ngọt. Và bây giờ mình thấy chà bông đã khô và tơi ra nhiều. Và đây cũng là lúc bắt đầu mình nhắc xuống.
Vì đây là món trà bông cách tân dùng để ăn những món ăn vặt chứ không phải là trà bông truyền thống, cho nên những miếng thịt gà để làm trà bông thì nó to chứ nó không có tơi xốp như là trà bông truyền thống. Món này thì thường thường dùng để mình trộn những món ăn giống như là xôi mặn hoặc là bánh tráng trộn hoặc là có thể là làm cơm nấm của Hàn Quốc, hoặc là giống như là mình mà làm món trà bông có rong biển. Và mình hy vọng rằng đây là cũng một cách mới để mình làm thường xuyên hơn, bởi vì cái món này thì mình không cần phải xào cho nó lâu hơn. Và đây là phần mình làm trà bông rong biển, thì cái phần rong biển này là mình dùng cái rong biển khô mà người ta đã sấy xong và có tẩm gia vị rồi, và mình cắt nhỏ ra như thế này và sau đó mình trộn chung với trà bông. Thì món trà bông này thì thường dùng để ăn chung với mì gói hoặc là mình ăn chung với mì khô. Và cũng giống như là mình có thể kẹp bánh mì ăn cũng rất là ngon. Và mình hy vọng rằng các bạn thích món ăn này cũng giống như là tạo ra cho gia đình mình có những bữa ăn lạ miệng. Và bây giờ bếp nhà ngoại đã hoàn tất xong món ăn này rồi, và mời các bạn cùng thưởng thức ha. Và bây giờ bếp nhà ngoại xin dừng lại đây. Mến chúc các bạn cùng gia đình có được những bữa ăn ngon miệng cùng gia đình và người thân. Xin chào và hẹn lại các bạn trong chương trình kỳ sau. Bye bye.